Nợ, lạm phát, tiền lương và việc làm. Rất khó để hiểu được một nền kinh tế vận hành như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu mới đây đã tổ chức các cuộc đàm phán tại diễn đàn kinh tế Brussels hàng năm để thảo luận về các vấn đề kinh tế lớn nhất của EU. Nhưng trên thực tế, EU đang làm gì và đang đối mặt với những tình huống như thế nào? Trong diễn đàn kinh tế Brussels PEF năm nay, các nhà lãnh đạo ngành và những người ra quyết định cấp cao của châu Âu đã đổ xô tới thủ đô của Bỉ để đánh giá và thảo luận về những thách thức kinh tế cấp bách nhất của EU. Những người tham dự sự kiện kinh tế hàng đầu của Ủy ban châu Âu đã đưa ra suy nghĩ của mình về bối cảnh kinh tế hiện tại của khối, tiến trình của châu Âu trong việc hướng tới quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số, bất bình đẳng xã hội và cuộc đua đảm bảo nguyên liệu thô quan trọng. Vậy hiện nay, châu Âu đang tiến hành giải quyết những thách thức kinh tế cấp bách của mình như thế nào? Cùng tìm hiểu trong chương trình Kinh tế Thế giới ngày hôm nay. Trong dự báo kinh tế mới nhất được công bố vào tháng 2 năm nay, Ủy ban châu Âu đã nâng triển vọng tăng trưởng và giảm nhẹ dự báo lạm phát, kết luận rằng nền kinh tế EU sắp thoát khỏi cuộc suy thoái được dự đoán vào mùa thu năm ngoái. GDP dự kiến sẽ tăng 0,8% vào năm 2023 và 1,6% vào năm 2024. Tại khu vực đồng euro, tăng trưởng được dự báo sẽ tăng 0,9% trong năm nay và 1,5% vào năm tới. Hơn nữa, lạm phát chung được dự đoán sẽ giảm từ 9,2% vào năm 2022 xuống còn 6,4% vào năm 2023 và 2,8% vào năm 2024. Tại khu vực đồng euro, lạm phát được dự đoán sẽ giảm tốc từ 8,4% vào năm 2022 xuống 5,6% vào năm 2023 và con số này vào năm 2024 là 2,5%. Tiêu thụ khí đốt giảm cùng với sự đa dạng của nguồn cung đã khiến giá khí đốt tiêu chuẩn của châu Âu giảm xuống dưới mức trước xung đột Nga-Ukraine. Và bất chấp những cú sốt do cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát cao kỷ lục sau đó gây ra, tốc độ giảm tốc trong quý 3 năm 2022 vẫn nhẹ hơn dự kiến. Trong quý 4, nền kinh tế EU rơi vào tình trạng trì trệ trên diện rộng. Thay vì giảm 0,5% như dự kiến vào mùa thu năm ngoái, thị trường lao động cũng hoạt động mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp ở EU đạt mức thấp nhất mọi thời đại là 6% vào tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, những nỗ lực của Ngân hàng Trung ương châu Âu nhằm kiềm chế giá cả tăng cao thông qua một loạt các đợt tăng lãi suất quyết liệt vẫn còn đang diễn ra khó khăn. Dữ liệu được công bố mới đây cho thấy, mặc dù giá năng lượng và điện giảm mạnh, lạm phát ở khu vực đồng euro vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng, đạt tốc độ 5,3% trong tháng 7. Niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng EU đối với nền kinh tế của khối cũng đã giảm dần kể từ đầu năm. Nhưng dữ liệu GDP được công bố mới đây cho thấy khu vực đồng euro có thể sẽ tránh được cuộc suy thoái kéo dài một năm. Tuy nhiên, Ủy viên Kinh tế EU, ông Paolo Gentiloni, tuần trước cũng thừa nhận rằng sau khi trì trệ vào đầu năm, tốc độ tăng trưởng có thể sẽ tiếp tục chậm lại trong thời gian còn lại của năm 2023. Để đối mặt và giải quyết các vấn đề kinh tế trước mắt, EU đã đề ra và theo đuổi rất nhiều chính sách để cải thiện tình hình kinh tế chung. EU hiện tìm cách đảm bảo quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và xanh diễn ra suôn sẻ. Ủy ban châu Âu vào tháng 4 đã thông qua hai đề xuất để hỗ trợ các quốc gia thành viên trên con đường hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số có hệ thống. Đề xuất đầu tiên là khuyến nghị của Hội đồng về các yếu tố hỗ trợ chính cho giáo dục và đào tạo kỹ thuật số, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số vốn đã gia tăng do đại dịch COVID-19 gây ra, bằng cách thúc đẩy nền tảng kỹ thuật số chất lượng cao, toàn diện và dễ tiếp cận hơn. Đề xuất thứ hai đó là khuyến nghị của Hội đồng về cải thiện việc cung cấp các kỹ năng kỹ thuật số trong giáo dục và đào tạo, nhằm cải thiện các kỹ năng và giảng dạy kỹ thuật số ở EU, với hy vọng sẽ giải quyết được các cấp độ kỹ năng kỹ thuật số khác nhau trong các phân khúc dân số EU khác nhau. EU mời các quốc gia thành viên đặt ra các mục tiêu gia tăng và tập trung cụ thể vào việc giúp đỡ các nhóm ưu tiên hay khó tiếp cận. Các quốc gia thành viên thực hiện điều này bằng cách cung cấp hệ thống tin học chất lượng cao trong trường học, phát triển các kỹ năng kỹ thuật số cho người lớn và giải quyết tình trạng thiếu hụt các ngành công nghệ thông tin. Vào tháng 2, Văn phòng Thống kê của EU Eurostat báo cáo rằng tỷ lệ thất nghiệp ở Liên minh châu Âu nằm ở mức 6%. Eurostat cũng nhận thấy rằng vào năm 2021, ước tính khoảng 95,4 triệu người hoặc hơn 1/5 ở EU có nguy cơ rơi vào nghèo đói hoặc bị loại trừ khỏi xã hội.
giữa lúc châu Âu đang phải chịu gánh nặng của các cuộc khủng hoảng năng lượng và chi phí sinh hoạt. Vào tháng 4 năm nay, Ủy ban đã đưa ra các đề xuất lập pháp để thực hiện cải cách toàn diện nhất về các quy tắc quản lý kinh tế của EU kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Các đề xuất này nhằm mục đích tăng cường tính bền vững của nợ công và thúc đẩy tăng trưởng bền vững toàn diện ở tất cả các quốc gia thành viên thông qua cải cách và đầu tư. Ủy ban hy vọng các quy định mới sẽ giúp kiểm soát mức nợ công và chuẩn bị tốt hơn cho EU trước những thách thức trong tương lai, bằng cách hỗ trợ các quốc gia thành viên chuyển đổi nền kinh tế xanh, kỹ thuật số, toàn diện và kiên cường. Cuộc cải cách sẽ làm cho việc quản lý kinh tế trở nên đơn giản hơn bằng cách cải thiện quyền sở hữu quốc gia, bằng cách cung cấp cho các quốc gia thành viên nhiều quyền tự do hơn khi thiết lập các lộ trình điều chỉnh tài chính của riêng họ, nhấn mạnh vào một kế hoạch trung hạn duy nhất để tạo ra một quy trình mạch lạc và hợp lý, tăng cường thực thi để đảm bảo các quốc gia thành viên thực hiện các cam kết mà họ đã cam kết trong kế hoạch tài chính của mình. Ủy ban châu Âu muốn giải quyết sự phụ thuộc của EU vào các nguyên liệu thô quan trọng nhập khẩu bằng cách đa dạng hóa và đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô, vốn là chìa khóa cho các ngành công nghiệp kỹ thuật số của châu Âu, cũng như các lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Giữa lúc nhu cầu về các nguyên liệu thô quan trọng dự kiến sẽ tăng mạnh, thì châu Âu lại phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu, thường là từ các nhà cung cấp của nước thứ ba. Điều này được thể hiện rõ qua sự thiếu hụt như hậu quả của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Vào tháng 3 năm nay, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một loạt chính sách toàn diện trong đạo luật nguyên liệu thô quan trọng nhằm mục đích trang bị cho EU các công cụ để đảm bảo EU có quyền tiếp cận nguồn nguyên liệu thô quan trọng một cách an toàn và bền vững, chủ yếu thông qua việc đặt ra các ưu tiên hành động rõ ràng như xác định các công nghệ đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số của châu Âu, cũng như cho các ứng dụng quốc phòng và không gian, tạo ra chuỗi cung ứng nguyên liệu thô quan trọng an toàn và linh hoạt. Đảm bảo rằng EU có thể giảm thiểu rủi ro cung ứng bằng cách giám sát chuỗi cung ứng và điều phối chuỗi cung ứng giữa các quốc gia thành viên. Đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới và kỹ năng để thúc đẩy các kỹ năng liên quan đến lực lượng lao động. Bảo vệ môi trường bằng cách cải thiện tính bền vững của các nguyên liệu thô quan trọng. Đa dạng hóa nhập khẩu các nguyên liệu thô quan trọng. Đẩy mạnh các hành động thương mại, bao gồm việc thành lập câu lạc bộ nguyên liệu thô quan trọng giữa các quốc gia có cùng chí hướng, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược. Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đã phải đối mặt với những thách thức toàn cầu trong những năm gần đây, chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu, đại dịch, xung đột trên đất châu Âu, khủng hoảng năng lượng. Trước những biến động hiện nay, châu Âu đang ngày càng theo đuổi nhiều chính sách để tránh rơi vào thất bại, hướng tới một nền kinh tế bền vững hơn, thịnh vượng hơn, công bằng hơn và an toàn hơn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kinh tế Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.